câu rằng: vì hàn là hơi lạnh, liệu nhi kinh giảng là trẻ em giật mình. Khiết túng, khiết túng là co duỗi, nó co rút. Xúc khẩu nhãn là co giật miệng mắt. Mình xin đọc lại một lần câu rằng: vi hàn liệu nhi kinh giảng thủ túc khiết túng su xúc khẩu nhãn